Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung sau. 19 giờ siêu quậy Tí Hon, 19 giờ 35 phút ngôi sao của bé, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 30 phút chuyện không của riêng ai, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút cười chút chơi, 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam Một ngày không có em tập 31, 22 giờ 15 phút tình trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Thủ lĩnh Cao Thiên Hùng tập 16, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 25 tháng 5 gồm những nội dung sau: 1 giờ sân khấu về khuya cải lương Cù Lao Cô Tiên, 2 giờ 30 phút chiếu phim truyện Việt Nam KTX tập 25, 3 giờ 20 phút thế giới giải trí, 3 giờ 35 phút giai điệu bốn phương. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần Diana đã tài trợ chương trình này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và cổ vũ thật nhiệt tình cho các Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay. Đội màu đỏ, Hạng Long, thí sinh Tiến Linh, 1,5 tuổi, cân nặng 12 kg. Bé rất thích cười và thích phá mọi thứ xung quanh mình. Hạng Rùi, thí sinh Duy Anh, 4 tuổi, cân nặng 26 kg, thích hát tiếng Anh, tìm hiểu máy tính và robot. Hạng nặng, thí sinh Thanh Tú, 7 tuổi, cân nặng 21 kg, thích chơi chú người bông và bơi lội. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Và ngày hôm nay các thí sinh sẽ cùng nhau bước vào một phần thi mang tên thi uống sữa. Trong vòng 2 phút 30 giây, các thí sinh sẽ nhận một bình sữa với thể tích như nhau là 60 ml. Ai uống nhanh nhất nhận được 3 điểm, người về nhì được 2 điểm và người cuối cùng nhận được 1 điểm. Nào, phần thi uống sữa bắt đầu thôi. Rồi con tự cầm, không xem coi ai bú nhanh nhất nha. Ráng lên con, cố lên, uống tí đi Lộc ơi, khóc giỏi quá ta. Uống đi à. Giỏi, con giỏi quá, uống đi. Hết chưa? Ráng lên còn chút xíu nữa. Hết rồi, hết rồi. Con hết chưa? À, giỏi lắm. Con uống nữa hay đi chơi? Rồi, thả đi chơi luôn. Chào con. Dạ, chúng ta sắp hết giờ rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Nào, chú Toàn xem bình sữa của đội màu đỏ nào. Cho chú Toàn đi. Cho chú Toàn đi. Cho chú Toàn đi. Đổi nha. Đổi bình sữa đấy cho Banh. Rồi, đổi cho Banh để bình sữa.
chứ đoàn xem nào. Con còn khoảng 10ml. Dạ. Rồi con cầm lấy, rồi trả cho con uống tiếp nè. Thế còn chàng trai của Sóc nào? Hết rồi. Giỏi. Lọc đâu? Chạy lại lấy bình sữa cho đoàn coi nè. Cạn luôn. Và bây giờ là điểm số của cả ba đội. Đội màu đỏ, con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Wow. Đội màu xanh, con sẽ nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Và cuối cùng, đội màu vàng, con uống sữa nhanh nhất, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Cảm ơn cả 3 thí sinh đã uống xong sữa của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với giải vô địch hạng rồi. Phần thi uống sữa với số điểm như sau: đội đỏ 5 điểm, đội xanh cũng 5 điểm và đội vàng dẫn đầu 9 điểm. Chào mừng quý vị đến với giải vô địch hạng rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thi một phần thi rất quen thuộc của siêu quậy Tí Hon, đó là phần thi thầy phả. Các con sẽ có 2 phút 30 giây để tháo tả cũ của em ra, bôi phấn ở mặt trước, mặt sau, sau đó mặc một cái tả mới vào. Nhớ nha, ai mặc trước tiên sẽ nhận được 3 điểm, 2 điểm và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Và đây, mỗi bạn sẽ được tặng một cái tả mới. Đèn đen. Và 2 phút 30 giây cho việc thay tả bắt đầu. Con thay tả cho em đi. Rồi, tả xuống dưới. Con tháo tả của em ra. Rồi. Rồi. Ôi trời. Rồi ở đâu nữa? Rồi cứ cho em đi. Này, chú Toàn giúp con lấy được cái keo. Chú Toàn giúp con mở tả ra nha. Lên. Các bạn đã mặc xong hết ý, sao con tháo ra? Con mặc lại cho em đi. Con mặc lại cho em đi, chứ Toàn chưa cho điểm mà. Chúng ta sắp hết giờ rồi. 5 4 3 2 1 hết giờ. Chúng ta sẽ xem xét từng bạn một ha. Đúng rồi, đội màu vàng đâu, chú Toàn cho em nào, con mặc tả cho em như thế nào đây? Một, hai, và ớt. Rồi, cảm ơn phần mặc tả của con. Thế còn đội màu đỏ. Con bôi phấn cho em rất là nhiều. Sao bôi chân chi vậy? Chi vậy, cho em mát hả? Phải không? Cảm ơn con. Thế còn bạn đội màu xanh, chú Toàn xem nào. Con mặc như vậy rồi làm sao em bé đi được con? Em bé sẽ nhảy. Rồi, cảm ơn phần mặc tả của cả 3 bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố điểm. Đội màu vàng, con mặc tả mặc dù chưa chính xác, mặc dù chưa đúng chỗ, nhưng vẫn là khá nhất trong 3 bạn. Có lẽ tại vì con là con gái hả? Cho nên, phải không? Cho nên, chú Toàn sẽ dành tặng cho con 2 điểm cho phần mặc tả của mình. 2 chàng trai, mỗi chàng trai có một cách quấn chân em bé bằng tả khác nhau. Cho nên mỗi chàng trai sẽ nhận được
một điểm về cho đội của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần thi thầy tả. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với các thí sinh ở giải vô địch hạng nặng. Phần thi thầy tả, đội đỏ 6 điểm, đội xanh 6 điểm và đội vàng dẫn 11 điểm đứng đầu. Chúc mừng đội vàng. Sắp hết thời gian rồi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu điểm số cá viên của đội màu đỏ. Còn đếm với mọi người nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 viên cá. Thế còn đội màu xanh, con cũng như vậy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 viên. Vậy còn đội màu vàng nào, còn đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cũng 8 viên cá. Nào bây giờ các con lùi lại đây. Và kết quả sẽ là đội màu vàng và đội màu đỏ cùng truyền được 8 viên cá như nhau. Cho nên mỗi đội sẽ cùng nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh con nhận được 3 điểm cho đội của mình. Và chúng ta tiếp tục theo dõi giải vô địch hạng nặng phần 2. Phần thi chuyển cá viên, đội đỏ 8 điểm, đội xanh 9 điểm và đội vàng 13 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Xin chào, chúng ta hãy cùng làm quen với nhau nào. Đội màu xanh, sở thích của con là gì? Bơi lội, vẽ, cò vô và một đàn. À, con thích chơi đánh đàn gì? Chơi đánh đàn organ. À hả. Còn đội màu vàng sở thích của con? Con thích bơi lội, thích bơi, vận động. Vậy con bơi nhanh không? Bơi giỏi không? Con. Con như con cá, ai bơi nhanh hơn? Con. Con bơi nhanh hơn cá luôn. Hay quá ta. Vậy còn đội màu đỏ sở thích của con? Con thích cà lăng, xem TV. Con xem chương trình gì trên TV? Siêu quậy tiếng hân, siêu hoạt hình. Hay quá. Hình như tất cả các bạn đều thích vận động, đều thích những trò chơi. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nhau bước vào một trò chơi mang tên xếp thảm. Mỗi bạn sẽ được cho 3 miếng thảm. Nhiệm vụ các con là từ bạch xuất phát phải sử dụng cả 3 miếng thảm để di chuyển đến đích. Nhớ nha, chúng ta phải sử dụng cả 3 miếng thảm. Và ai đến đích đầu tiên sẽ là người chiến thắng, nhận được 3 điểm. Người dây nhì được 2 điểm. Và người cuối cùng thì nhận được 1 điểm. Nào, bây giờ thì cả 3 bạn đưa 3 miếng thảm ra đằng trước. Rồi, chúng ta cùng tập thể dục nhẹ nhàng trước khi bước vào trò chơi nha. Đi lên, xuống, lên, 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 lên. Thôi được rồi. Nào, bây giờ các con hãy bắt đầu bước vào vị trí xuất phát. Phần thi xếp thảm bắt đầu.
Chúng ta cùng xem ai về trước đầu tiên nào. Cẩn thận. Chết thảm lại nhanh lên. Đi lên. Chà, áo đỏ con vẫn say mê với công việc của mình. May quá, chúng ta đã kết thúc được rồi. Cả ba bạn theo chú Toàn lùi về đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau công bố kết quả. Đội màu đỏ, con nhanh nhất hay là chậm nhất? Con chậm nha. Vậy thì con nhận được 1 điểm. 1 điểm về cho đội của mình. Yeah. Đội màu xanh, con nhận được 2 điểm. Và cuối cùng đội màu vàng, con rất nhanh nhẹn và nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Tất cả chúng ta hãy cùng theo dõi kết quả cuối cùng. Phần thi xếp hạng kết thúc với số điểm như sau: đội đỏ 9 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 16 điểm. Chúc mừng cả 3 đội chơi. Chương trình Như Vậy Tí Hon của chúng ta ngày hôm nay đã khép lại với kết quả như sau: đội màu đỏ đang có 9 điểm, nhận được huy chương đồng với phần thưởng là những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 900.000 đồng. Đội màu xanh có 11 điểm sẽ nhận huy chương bạc với những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 1.500.000 đồng. Và cuối cùng, đội màu vàng với 16 điểm nhận được huy chương vàng, những phần quà của nhà tài trợ và một phiếu tặng quà trị giá 3 triệu đồng. Thưa quý vị, chương trình Siêu Quậy Tí Hon do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đông Tây phối hợp thực hiện và được sự tài trợ bởi công ty cổ phần Diana. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.